Hello anh em nhé, hôm nay em có về được cái lô bánh rất là chất lượng để giới thiệu cho các bác để các bác về chế đồ này. Lô bánh này nó là lô bánh bãi nhưng mà nó còn đẹp lắm mọi người này, nhìn này. Đấy, anh em này, thương hiệu của nó là thương hiệu Natsin. Đấy, Natsin. Con này sử dụng một cái công nghệ đó là chống tĩnh điện. Chống tĩnh điện nghĩa là sao? Tức là nó sẽ truyền cái tĩnh điện xuống dưới đất để cho anh em dùng ở những cái dòng như là tủ điện các thứ đấy, nó truyền cái điện tĩnh điện xuống đất như này. Còn ngoài ra thì anh em sử dụng những cái dòng bánh như bánh thông thường thôi, bánh thông thường thôi đó, thì con này nó rất là hay và cứng cáp như này này. Đấy, kích thước của nó là 75 x 20 và nó sẽ có thêm một cái đầu nhún ở đây, đầu cao su nhún ở đây để giảm cái độ sóc đấy anh em nhé. Đây anh em nhìn này. Đấy, và nó bao gồm cho anh em cả những cái phần khóa on off này. Đấy, nói chung là bánh đẹp lắm mọi người ạ. Cái này về các bác làm xe đẩy, xe điếc cực kỳ là ngon nhá. Cực kỳ là ngon. Bây giờ em sẽ đo thực tế kích thước cho anh em mình. Đây, đường kính của nó thì nó dày 2 phân nhá, cao su dày 2 phân như này này. Đấy, bánh này bánh xịn thực sự luôn các bác ạ. 7 phân rưỡi này. Chiều cao của nó loanh quanh đâu đó nó khoảng tầm 13 năm. Đấy, một cái như vậy ha. Đấy. Quá ngon anh em ạ, một cái dòng bánh như này. Còn thông thường thì anh em mình chỉ về dùng ấy thôi. Dùng thông thường như là bánh thông thường thôi. Con này nó có ghi là electric conductor. Đấy, tức là cái công nghệ đó là cái công nghệ truyền tĩnh điện nhá anh em nhá, truyền tĩnh điện. Em đo cho anh em mình coi nhá, em chuyển sang đo ôm nhá, đo ôm đó, thì nó sẽ truyền cái tĩnh điện này nhá. Các bánh thông thường thì nó không có đâu anh em ạ, không truyền đâu. Đấy, nảy số này anh em nhìn thấy chưa đó, để em cho sát xuống cho các bác nhìn ha. Đấy, nảy số này đó, bác thấy không, kể cả đo ở đây cũng vậy luôn này. Đó, còn những cái dòng bánh thông thường ấy là nó không có như vậy đâu nhá. Còn bình thường như nếu các bác mà bảo là đo thông mạch đi, thông mạch nhá, ví dụ như hai cái này thông với nhau này. Đấy, nhưng mà cái này nó không thông đâu nhá anh em nhá, không có thông đâu. Đấy, tức là cái điện thông thường nó không truyền xuống đâu, nhưng mà cái em không am hiểu về nhiều cái này, nhưng mà nó là tĩnh điện nhá, tĩnh điện nó sẽ truyền đất xuống truyền xuống đất để nó bảo vệ cho những cái dòng máy móc nó an toàn. Đấy, thì cái này các bác có thể làm cái bánh thông thường cũng được, hoặc là nếu anh em làm tủ điện ấy thì con này nó là con ngon đấy, tại vì bản chất của nó là như vậy nhá. Đấy, mã này, từ logo này, các thứ này cực kỳ là ngon luôn. Cái này thì giá của nó thì cực rẻ cho các bác nhá, bốn bánh xe như này 110.000 đồng. Đấy, cho các bác về các bác chế. Con này ngon đấy anh em ạ, cực kỳ là xịn luôn. Đấy, đây nó có những cái vòng bi nó xoay này. Đấy, có những cái vòng bi nó xoay như vậy. Anh em nào lấy thì báo em nhé, có được ít cái này. Tiếp theo ở đây em có một ít cái móc này. Đấy, cái móc này anh em mình về mình móc đồ, rồi móc xích chó, rồi móc đủ thứ trên đời luôn anh em nhé. Nó có đủ loại, thì dòng này em toàn cân ký cho anh em. Đấy, hôm nọ anh em mình có mua về để con bác mua về để thích chó con ấy đấy, con dạng to đấy, cái kiểu khủng á, thì lấy những con to như này đấy, hoặc là các bác về treo đồ, treo leo trèo cây cối, hoặc là làm điện làm đài các thứ, hay dùng những cái móc này ha. Móc này hay lắm, đây này nó có cái phần khóa ngoàm ở đây này. Đấy, các bác nhìn rõ này, khóa ngoàm đây thì nó sẽ không bị ưỡn ra và không bị cong hay là không bị gì đó. Đấy, rất là hay. Thì cái này bốc xô cho anh em, từ những cái to hay những cái nhỏ bốc xô hết cho anh em cân ký nhá. Cái nhỏ nhất của nó thì đường kính của nó là 6 này. Cái lớn nhất của nó này là 9.8 này. Cái vừa này. 7.7 này. Nhỏ nhất là 5 mm. Đấy, con này nó là 7.8 này. Con này cũng vậy thôi. Đấy, còn chiều này nó là 82
82. Con lớn này. Con lớn này là 10 phân. 10 phân. Nhỏ nhất đi. Nhỏ nhất của nó là 5 phân anh em nhá. Thì cái này cứ bốc xô cho các bác như này này. Đấy, bốc xô 120.000 một cân. Anh em lấy 5 lạng thì 60.000 nhá. 60.000 đồng 5 lạng cái loại như này. Để anh em mình về chế đồ ha. Còn một ít cái găng tay lao động này, găng tay này để cho anh em mình hàn xì rồi là bưng bê các thứ này, găng tay nước ngoài. Hàng ngon luôn anh em ạ. Hàng cực kỳ là ngon. Phần này là phần da, cái này là nỉ này. Đấy, cũng có con như kiểu như này. Đấy. Con kiểu như này. Kiểu như này. Đấy, về bốc gạch hay là bưng bê anh em hàn xì mà cầm vào những cái sắt ấy, nó không có bị nóng hay như nào đó thì anh em dùng cái mẫu như này. Con này hàng ngon nhá. Hàng cực kỳ là ngon luôn. Giá thì hôm trước là 85.000, nay thanh lý còn ít, thanh lý nốt cho các bác. Thanh lý nốt cho các bác nhá. Cái này thì em bốc xô thôi. Tức là vào đôi với cho các bác. Thí dụ như này. Đấy, anh em là hàn xì để hàn xong rồi cầm bỏ ra ngoài ha. Quăng quật thoải mái luôn các bác ạ. Đã lấy theo đôi cho các bác ha. Đấy, hàng ngon đấy anh em ạ, con này. Đấy, bưng bê các thứ là ngon lành luôn ha. Rồi, thanh lý cho các bác là 70.000 đồng một đôi. 70.000 đồng một đôi, hàng xịn luôn. Về các bác làm thoải mái. Đó. Anh em nào lấy thì báo em nhá. 70k thanh lý nốt, còn vài đôi thôi. Dây trượt giảm chấn nhá anh em nhá. Dây trượt giảm chấn thì dây trượt này thích hợp cho các bác nào làm mộc nhá. Anh em làm nghề làm thể thợ mộc rồi làm gỗ, làm nhựa, làm cửa giả rồi là các thứ đấy, tức là làm tủ. Đấy, nó là dạng thay dây trượt giảm chấn hệ 3 tầng. 3 tầng, giá cực rẻ luôn. Kỳ là rẻ. Giảm chấn nhá. Đấy. Dù có đẩy cỡ nào đi chăng nữa nó cũng vào, nó cũng đến cái nấc của nó là nó sẽ tự hít vào. Đây là cái phần ti của nó này anh em này. Đấy, phần ti của nó đây là phần lò xo này. Thì em sẽ đo kích thước cho các bác xem nhá. Có dây trắng này và dây đen. Đấy, dây trắng và dây đen nhá anh em nhá. Thì cái này chiều dài của nó đây. 35 phân anh em nhá, 35 phân. Và bản của nó to. Bản của nó là 4 phân gần được 4 phân rưỡi. Độ dày nếu các bác lắp thì các bác tách nó rời ra cốt vào nó như này, xong rồi mình đo này, mình trừ cái bản lề đi để anh em mình khoét rồi là ấy đó. Hai cái là khoảng tầm 5 phân. À 3 2 phân gần 3 phân anh em nhé, gần 3 phân, 2 phân 8. Cốt vào như này 2 phân 8. Đấy. Còn khi mà anh chị kéo rời ra như này thì cái ngăn kéo của các bác nó sẽ dài được là khoảng đây, cho các bác chờ em chút, khoảng tầm 34,5 phân, 34 phân nha anh em nhé. 34,5. Đấy thì nó dạng 3 tầng như này, bi của nó đây. Đấy, tự động nó hít vô ha. Quá ngon để cho anh em thợ mộc về lắp tủ, lắp dây tường học cửa, à học tủ nhá. Rồi, giá 65.000 đồng một cặp. 65k một cặp anh em nhé. 65k. Anh chị nào lấy cái này báo em ha. Bên này em có một số đồ này. Em có về được cái mã dao. Đấy, con mã dao này, mã dao của bên châu Âu nha anh em nhá. Hàng bán từ Amazon Mỹ. Đó. Hiệu này nó em mà không giỏi tiếng Anh nên nó rất là khó đọc. Braguet cái gì đó anh em ạ. Đấy, rất là khó đọc. Đây. Sản phẩm này thì nó bán trên Amazon đó, thì đâu đó nó tính là khoảng 40.000 đô.
40.000 đô một bộ như này. Vị trí đâu đó một bộ như này nó rơi vào khoảng tầm gần triệu. Đấy, gần 1 triệu chưa kể phí ship một bộ như vậy. Sẽ có 5 chiếc như này. Đấy, hàng nó bao chất lượng nha anh em nhá. Bao chất lượng luôn. Nhìn anh em nhìn cái lưỡi dao của nó này. Nó bén kinh khủng luôn anh em ạ. Brand Greg cái gì đó. Đấy, em này tiếng Anh em không có giỏi. Đấy. Và đây, con này là con cắp bánh này, hàng châu Âu nó hay sử dụng bánh. Con này là con thái lọc này, bản lớn nhất này. Bản lớn nhất này. Cái dòng này chất liệu của nó thì được làm bằng cái gì ạ? Như là nhựa vân như này. Đấy, mà cầm nó cũng sướng tay lắm mọi người ạ. Rất là mịn. Một con gọt trái cây hoa quả này. Đấy, và có vỏ bọc luôn. Anh em đi dã ngoại picnic rồi camping các thứ là anh em mình cũng dùng được luôn ha. Đó, dùng cho gia đình cũng xịn luôn đấy mọi người. Đấy thì bao gồm mà 5 chiếc như vậy. 5 chiếc như này. Có tìm hiểu trên Amazon này. Đấy, anh em vào trên Amazon này. Đây là một cái sàn thương mại của Amazon nhá. Đó, mình sẽ tìm đến cái sản phẩm đó. Đây nhá mọi người, 36,99 đô. Đấy, 36,99 đô. Gồm có 5 con. Đấy, 5 con dao như vậy. Đấy, anh em này. 5 con dao như vậy. Hàng đến từ Amazon Mỹ anh chị nhá. Đấy, cái này cắp bánh mì này. Dao gọt trái cây, cắt trái cây này. Chuyển sang dịch sang tiếng Việt ấy, thì đây, bộ dao nhà bếp này, 5 món này, bộ dao chuyên nghiệp này. Đấy, kèm bao đựng này. Bộ được làm bằng thép trắng không gỉ này. Ôi mất rồi. Đây. Chờ em chút để em quay về mặt sau này. Thép trắng không gỉ này, carbon này, cao cấp siêu bén dùng để nấu ăn đa năng với tay cầm tiện dụng này. Đó, thì nó có ghi đây. 36 gần 37 đô. Đấy, gồm 5 món màu xám này. Em nhân cho anh em nhá. Đô gọi cho 24 đi. 24 đô. 20 giá 24 này nhân 1 đô này là nhân với 36,9 là gọi cho 37 đô nhá. Nhân với 37 đô này. Đấy, 880.000 chưa tính phí ship về nhá. Đấy thì em bảo là nó gần 1 triệu đấy anh em ạ. Đấy, con này hàng của nó là hàng xịn sò luôn. Đây em đo cho anh em nhá. Con bản lớn nhất của nó là lưỡi của nó là gọi cho 20 phân nhá anh em nhá. 20 phân này. Bản ngang của nó khoảng tầm 4 phân gần 4 phân rưỡi. 4 phân rưỡi. Con dài như này. Đấy, 3 phân này. Xịn lắm mọi người ạ. Đấy, lưỡi dài gần 20 phân, tổng chiều dài là 33 phân, gần được 33 phân. Đấy, mình cầm nắm rất là thoải mái luôn. Cầm nắm rất là thoải mái luôn con này. Đấy, con này anh em mình vừa lọc vừa thái được nhá. Vừa lọc vừa thái. Đây là bộ dao thái 5 món, 2 4 5. 5 món như vậy. Đấy, rất xịn sò. Dao này dao cắt bánh mì, anh em mình thì ít cắt bánh mì đâu. Đây, anh em nhìn. Đấy. Nó báo là có cả carbon nha anh em nhá. Thép không gỉ carbon các kiểu đó. Rồi em test thử luôn cho các bác này. Đây, gọt trái cây nhá. Đấy, rất sắc bén này. Sắc bén lắm mọi người ạ. Con này là con lọc này. Thái và lọc được này. Đó, mọi người thấy không? Bén lắm mọi người ạ. Đây, con bản lớn nhất này. Liếc này, quấy vùng tròn luôn này. Đấy, rất bén nhá mọi người nhá. Thì bao gồm 5 chiếc như vậy để về các bác dùng. Có vỏ bọc luôn để anh em đi camping picnic nhá. Đây vỏ bọc của nó đây. Giá của nó cực tốt các bác ạ. Bộ dao 5 món này. Đấy. Bộ 5 món. Giá cho em nó chỉ có 330.000 thôi. Đấy, 330k. Em sẽ gửi bao cho anh em phí ship nữa nhá. Bao cho các bác phí ship nữa một cái bộ như vậy. Đấy, hàng của nó nguyên hộp như này anh em nhá. Hàng nguyên hộp này về anh em mình thái, sưu tầm thêm cho gia đình. Đấy, con này hàng bao xịn.
hôm nay thì em có một cái mã sản phẩm này, nó là con đồng hồ smartwatch, smartwatch của Kumi. Hàng này nó là hàng Amazon. Đấy, hàng Amazon của Mỹ. Thì cái sản phẩm này nó hàng nguyên hộp như vậy nha anh em nhá. Đấy, nó chỉ có vài trăm nghìn thôi nhưng mà cái ứng dụng của nó dùng rất là hay. Đấy, nó thì em có bóc một hộp ra rồi đây rồi và test thử luôn. Con này có kết nối được app mà app điện thoại anh chị ạ. Đấy. App điện thoại thì khi mà dở ra thì nó để lâu rồi nó tồn kho, nó thanh lý á, thì nó có hết pin ấy, thì về mình sạc pin vào nhá. Sản phẩm thì nó sẽ bao gồm cho anh em là một cái củ sạc, một cái dây sạc như này. Đấy, nó như là một cái kính thông minh như hôm trước em view cho anh em hôm qua đó. Đấy, đây là cái đốc, cái sạc của nó như này. Đấy, rất là xịn sò luôn, Kumi. Đấy, mình cắm vào cái củ sạc điện thoại của các bác nhá. Bây giờ mở bên trong hộp của nó thì nó sẽ có một vài thứ nữa như giấy giới thiệu các kiểu đây anh em. Đấy, giấy giới thiệu. Hàng đến từ Amazon nhưng mà nó gần như là hầu như là hàng của nội địa Trung nó xuất đấy anh em ạ. Hàng của nội địa Trung nó xuất thôi. Đấy, hàng hãng Kumi có app điện thoại luôn. Trong này thì có thêm một cái sổ hướng dẫn. Đấy, có thêm một cái sổ hướng dẫn. Rồi, tức là nó cũng có hướng dẫn là rất là nhiều nước. Đấy, 5 nước lận. Đấy, tiếng nước bên Trung thì nó sẽ tiếng Trung. Nước đây, chữ này nó là cái chữ của nước nào đó. Đấy, tức là mỗi nước thì nó có một cái hướng dẫn ở đây. Một cái đây, nước Trung thì nó sẽ có Trung, nước tiếng Anh thì nó có tiếng Anh. Đấy, một cái tờ giấy như vậy. Đấy, để sơ lược qua cho anh em vài lượt nhá. Nó chỉ có vài trăm nghìn một con như này thôi. Thì hết pin rồi thì em có bóc ra và có sạc này. Có sạc. Đấy, đây, kiểu dáng của nó như vậy. Đeo lên tay rất là ngon lành luôn. Đấy, đây là dành cho anh chị em mình thanh niên. Còn nếu mà anh chị em mình muốn ấy thì thay đổi hình nền. Hoặc là vào app mình thay đổi hình nền được. Đó, rất nhiều cái tính năng ở đây. Đây là những cái hình nền nhá. Đó, mọi người thấy không? Rồi, như em thì em thích cái kiểu như này. Đó. Còn là mọi người có thể dùng vuốt này. Ở đây là đi bộ ban đêm các kiểu gì gì đó. Đây là đo nhịp tim này. Đấy, nhịp tim rồi lượng oxy trong máu, đi bộ này, chạy bộ này. Thể dục thể thao đấy anh em. Ở đây trong này có một vài cái tính năng nữa. Đây là có hai nút nhé. Một nút tắt bật này. Tắt bật, tắt màn hình các thứ đấy. Đấy, bước chân này. Đấy, gọi app này, phí này. Tức là gọi điện thoại này, danh bạ này. Vuốt lên. Nhịp tim này, đo huyết áp này. Oxy trong máu này. Đấy, chuyển động này, công tắc này. Điều khiển theo dõi, chụp ảnh, tìm các kiểu đồng hồ. Đấy, cài lại thông tin. Đấy, mã QR thời tiết hơn. Đó, thì con này các bác có thể là chuyển sang tiếng Việt được nhá, nó có tiếng Việt luôn. Đấy, thì em đã chuyển sang tiếng Việt như này rồi. Mọi người ạ. Rồi, nếu mà sơ lược qua dây của nó thì nó là dòng dây cao su. Con này IP chống nước được anh em nhá, chống nước. Đấy, sản xuất tại Make in China anh chị nhá. Sản xuất tại Make in China. Đo nhịp tim các kiểu được luôn. Bây giờ em đo thử nhá. Đo thử lát nữa thì em sẽ hướng dẫn các bác là mình dùng cái app luôn. Nhịp tim này, huyết áp này, oxy trong máu này. Thì khi mà các bác đeo vào như này thì mình mới đo được nhịp tim nhá. Nhịp tim của em đây. Chờ một chút, nó sẽ lên luôn. Đấy, tương đối là đẹp luôn. Tương đối là đẹp. Dây cao su, không sợ bị mún, không sợ bị gì nhá. Mà đeo cũng rất là thanh lịch luôn. Đấy, nhịp tim của em bây giờ nó đang có 81 thôi anh em ạ. Đấy, trung bình nhá, trung bình. Còn anh em mình có thể dùng để mình đo huyết áp đi. Huyết áp của em xem là nó được bao nhiêu nhá. Đấy, đợi một chút thì nó sẽ loát thôi. Cái này rất là phù hợp cho các bác nào mà đo rồi đi thể dục thể thao, đo huyết áp, các bác lớn tuổi, anh em thanh niên cũng chơi được luôn. Đấy, các bác anh em thanh niên mình đeo này đây. Nhịp tim là 104. Đấy. À, cái này nó là huyết áp nhé. 104 anh em ạ. 104/71 vừa nãy nó lên ạ. Đấy.
À có cả máy tính luôn nhá các bác nhá. Ôi, nhạy phết này. Đấy. À cái này là gọi. Cái này là gọi điện thoại này. Đấy, cảm ứng nhá, cảm ứng. Huyết áp này, lượng oxy trong máu này. Đấy, lượng oxy trong máu. Rồi một vài cái tính năng. Đấy, nó phải có thời gian nó đo. Đấy, 95%. Đấy, lượng oxy trong máu là 95%. Thì đây nó có mấy cái đèn nó cứ sáng này, nó đo nó sáng này như vậy nhá. Đấy, thương hiệu Kumi, hàng hãng luôn. Hàng hãng, nó bán trên Amazon anh em ạ. Bán trên Amazon. Thì con này mình cài app như này. Anh em mình nhớ là cài cho em một cái app này. App này nó có tên là Superban. Đấy, Superban. Tải app về rồi ấy, thì anh em nhớ là vào cái phần Bluetooth. Đấy, kết nối với nó nhá. Ở đây nó có que audio gì đó này xem. Đó, que audio. Đó, và kết nối với nó nhá. À, các bác vào cho em cái ứng dụng của nó luôn. Ấn vào phần cài đặt. Đấy, ràng buộc thiết bị và trải nghiệm nhiều tính năng hơn. Đấy, mình không... mình ấn vào đây luôn nhá. Đây này, nó có Kumi G... T5, mình kết nối với nó. Đó thì anh em mình cho phép nó nha, cho phép khi dùng ứng dụng này. Đấy, ghép đôi với em nó luôn. Rồi, ok, đợi nó đồng bộ này, cho phép này. Ok này. Đó thì nó rất là dễ dàng thôi. Thì anh chị em nào mà cần những cái video chi tiết hơn ấy, thì em sẽ gửi cho các bác để các bác dễ dàng lắp đặt. Đấy. Hình nền thì mình có thể thay đổi được trên điện thoại này nữa luôn này. Cài đặt đẩy này, chụp ảnh từ xa này, nâng cổ tay lên màn hình này, đấy các kiểu này, rồi liên lạc, một vài cái tính năng thiết lập khác. Đó, ở đây thì nó sẽ có nhịp tim này, rồi là những cái giấc ngủ trong ngày nó sẽ liên quan tới ở đây hết này cho các bác đấy, để các bác dùng. Ví dụ như em vào cái phần chụp ảnh nhá, vào phần chụp ảnh này. Đấy, thì ở trên đồng hồ này các bác có thể chụp ảnh được luôn. Ấn vào đây này, khởi động đầu này. Đấy, 3, 2, 1, chụp. Đó, thế là anh em mình có một cái bức ảnh rồi. Đây này, đấy. Nó cũng có nhiều cái tính năng nữa mà em có chưa có khám phá ra được. Đấy, thì một vài cái tính năng này các bác về tự nghiên cứu thêm nhá. Tự nghiên cứu thêm cho em. Là đánh giá sức khỏe của tôi này. Đấy, mình ấn vô đây. Thì nó sẽ có lịch trình này, đấy, các kiểu đây nó sẽ lịch trình đánh giá lại này, các kiểu đây nhá. Để các bác theo dõi trong một tuần, một tháng, rồi là những cái thói quen giấc ngủ, các kiểu đó. Rồi, một vài cái tính năng này thì đơn tìm hiểu mình, nó tìm hiểu thì nó rất là đơn giản thôi. Em nghĩ là con này với cái mức giá tiền nó chỉ có vài trăm nghìn thôi, nhưng mà nó cũng có nhiều cái tính năng rất là hay. Đấy, em đo cái mặt sơ qua cho các bác nhá. Nó gần được 5 phân này. Đấy, gần được 5 phân, 4 phân 7 này. Dày cái chỗ này nó khoảng hơn 1 phân. Đấy, gầy dày hơn 1 phân. Kiểu dáng cũng rất là đẹp luôn. Đấy, và đầu tiên các bác muốn về thì phải sạc vô cho em nhá. Sạc vô cho em, tại vì nó hết pin rồi. Đấy, sạc vô rồi mình bật nguồn lên bằng hai nút này này. Đấy, khởi động lại này và tắt đi này. Đấy, vùng quanh này cũng có giả led luôn. Còn nếu bật nguồn lên thì anh em giữ lì cho em hai cái nút nguồn ở đây. Đấy, có loa luôn nhá. Mình có thể nhắn tin, gọi điện các thứ được. Đấy, một vài cái ứng dụng ở đây thì nó đa phần là chạy bộ đo nhịp tim các kiểu thôi, là chính thôi. Đấy, bàn phím này. Em thử gọi ở đây nhá. 900 cho nào. Đấy, thì ở đây có gọi luôn này. Đấy, có gọi luôn này. Đấy, ở đây có loa luôn nhá. Có loa luôn. Đấy, có loa và ấn đây là tắt luôn. Đấy, rất là tiện lợi. Tiện đây này. Rồi, con này đeo rất là đẹp đây. Thanh lịch, thời trang, trẻ trung. Dùng nước được nhá, chịu nước được. Đấy, mình chỉ cần như này thôi, cũng không cần phải quá là nhiều cái tính năng. Rồi, ok, em báo giá luôn cho anh chị em và các bác tham khảo cái mẫu này. Như em vừa mới xài xong mà nó báo đi được 49 bước này. Đấy, nhịp tim nó vừa đo là 81 đây. 81 nhá. Đấy, 81. Đó, mọi người thấy không?
nó hiển thị trên đồng hồ hết. Bây giờ 18:48, giá cho một em nó thì em gửi đến cho anh em mình với mức giá là 330.000 đồng, 330k. Thì có một ít cái này đó thì em sẽ bao ship cho anh chị em mình luôn nhá, để cho các bác về trải nghiệm dùng thử luôn. Đấy, mình đo nhịp tim, huyết áp các thứ cũng rất là hay luôn. Ok luôn anh em nhá, ok luôn. Và cái con này pin của nó cũng trâu chó đấy anh em ạ, tại vì nó không có nhiều cái tính năng, không có nhiều cái ứng dụng như là Zalo, Facebook các kiểu gì gì đó, thì nó cũng rất là dùng lâu. Đấy, hết pin thì các bác cứ cắm cái này vào đây cho em sạc này. Đấy, nó có cái nam châm nó hít luôn vào đây rồi. Đấy, nam châm nó hít vô đây rồi. Rồi, bác nào lấy cái này thì báo em nhé, giá chỉ có 330.000 thôi, 330.000. Em mới tìm hiểu ra được cái con này, nó là xuất xứ của nó là từ Thụy Điển và lắp ráp tại tại Hàn Quốc nhá, hàng Made in Korea đây, Made in Korea. Và cái tập đoàn Asa Abloy này nó là đến từ Thụy Điển. Thì đây em cứ dở ra cho anh em coi, đây là mã Gaiman này, A200FH. Đấy, thì nó sẽ có 4 cái tính năng như này. Con này có cả chống cháy luôn nhá anh em nhá. Đây, Asa Abloy này. Đó, trụ sở của nó là TikTok Home và Thụy Điển này. Nó là một tập đoàn phi quốc gia, đa quốc gia anh em nhá. Thì nó có mấy cái chi nhánh các thứ, công ty con các kiểu đây này. Đấy mọi người nhá. Đây, bộ của nó đây nhá anh em. Nó nhiều cái tính năng lắm, thì hôm nay em sẽ giới thiệu hết cho các bác. Ngày trước thì em chưa có giới thiệu kỹ hết được cho mọi người những cái tính năng, thì hôm nay thì sẽ giới thiệu nhiều cái tính năng nữa nha. Trong này thì nó sẽ có những cái quyển sổ hướng dẫn đấy, và có những cái mục để anh em có như kiểu là một cái bản đồ luôn, như kiểu một cái bản đồ sơ đồ để anh em mình lắp đặt, nó dễ dàng lắm, thợ mộc là người ta lắp được luôn hết. Đấy, khi mình dở ra thì trong này nó sẽ có hai tay và một bộ như vậy. Bộ này thì nó sẽ bao gồm cho anh em là 4 cái thẻ từ và một bịch ốc như này. Đấy, đầy đủ các kích cỡ và cái phần pin. Pin này nó là cũng là pin đến từ Hàn Quốc luôn. Đấy, Made in Korea. Nhưng mà nó cũng có khả năng là hết pin, và pin này nó là pin 1.5 2A, 1.5V 2A. Đó. Thì khi mà mình mở ra thì như vậy. Mình mở ra thì tay cầm của nó đây. Nó đẹp lắm và nó rất là nhiều tính năng và rất dễ sử dụng thôi. Đấy, ở đây là mật khẩu này, bóc tem nhá, các bác về bóc tự bóc siêu nhá. A200FH, quẹt thẻ vào đây cứ bóc siêu. Đấy, đây là một tay, còn bên này một tay, này là tay bên trong. Đó, tay bên trong chống nước rồi chống bụi khói các thứ, chống cháy các kiểu luôn. Đấy, in Korea đây. Đó là những cái bát này anh em bắt vào cái gỗ xong mình ốp vào đây luôn. Trong này là anh em lại bắt thêm một con ốc vào đây nữa là hợp zin nhá. Cái này là mình đưa pin vào đây. Rồi. Tiếp theo đó là sẽ là bộ ruột. Đây, Asa Abloy này. Đấy. Trong bộ này thì nó sẽ, cái này là ốp vào bên thành ngoài gỗ bên ngoài. Ốc yếc đầy đủ từng chi tiết một cho anh em. Đấy, tức là bao cho các bác là full đồ, đủ đồ luôn nhá. Đấy, hàng Made in Korea đây. Made in Korea được lắp ráp và lắp ráp ở tại Hàn Quốc, nên là nó sẽ có là Made in Korea anh em nhá. Rồi. Thì sơ lược qua nhé mọi người, sơ lược qua thì trong này cái bản đồ, cái giấy của nó đây thì nó hướng dẫn cho các bác này. Đây đây, lỗ khoét của nó là bao nhiêu, kích thước độ dày cửa là bao nhiêu, 27 này, tức là 2/7. Còn là để mà mình đục vào đấy, để đút vào là 2/4. Và đây là 78, 7/8 này, 7/8 chiều này. Chiều này là 7/8 này anh em nhé. Đó. Đấy thì nó có cái kích thước ở đây hết này. Và nó có cả những cái lỗ như này nữa để cho các bác ốp vào. Ốp cái giấy này vào và mình khoan. Đấy, đây này. Các bác nhìn này. Đấy, mình khoan này.
bóc cái lỗ này ra là tức là như là một hệt luôn anh em nhé. Đấy, đường kính trên là 32 này. Đấy, mọi người thấy không? Thì bên này thì nó sẽ có đầy đủ các thông tin như là cách lắp đặt này là số 1. Đấy, số 1 lắp như nào, số 2 lắp như nào. Đấy, và số 3. Đấy, đầy đủ thông tin. Đấy, thì cái này thì đội thợ mộc lắp đặt người ta sẽ nhìn bản đồ là người ta sẽ biết cách lắp đặt. Còn cái vấn đề quan trọng ở đây á, là cách cài mật khẩu như thế nào và cái quá trình cài nó như thế nào, và cũng có những cái phần nâng cao. Đấy, thì hôm nay thì em sẽ chia sẻ luôn cho anh em để anh em biết. Đấy, chống đập phá này, chống khoa mưa này, chống búa các kiểu này, chống cháy nổ này, nó nhiều cái tính năng lắm mọi người nhé. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết đến cho các bác luôn. Đầu tiên thì các bác sẽ nhận được hàng nó như vậy nhá. Thì hai cái tay cầm như này. Đấy, và bao gồm cho anh em bịch ốc này, các thứ này. Đấy, ruột này, bịch ốc này, bốn thẻ này và bốn quả pin ha. Pin này thì đôi khi là nó cũng có hết pin ấy, thì anh em mua pin rời bán nhiều lắm. Pin 2A em Thanh cũng có bán luôn á. Rồi tiếp theo là bốn cái thẻ từ. Đấy, bốn cái thẻ từ như này, thẻ cho ông bà, đấy, con cái rồi cha mẹ các thứ, bốn thẻ từ. Ngoài ra thì con này nó sẽ tích hợp được 20 thẻ từ như này nhá. 20 thẻ từ anh em có thể mua rời. Đấy, thẻ từ Hàn Quốc luôn. Đấy. Nhưng con này nó là lắp ráp tại Hàn Quốc thôi, nhưng mà nó là hàng của Thụy Sĩ à. Nó là công ty nó đấy, nó là Thụy Điển anh em nhá. Thụy Điển. Đấy, em cứ nhầm Thụy Sĩ và Thụy Điển. Đó, thì bây giờ hướng dẫn các bác đầu tiên sẽ là ở đây em sẽ là hướng dẫn cách cài mật khẩu thôi, còn là lắp đặt thì anh em biết rồi. Đây, cái này ốp vào cửa này, cái này tạm thời em bỏ ra nhá, còn về các bác luồn qua đây cho em nhá, luồn cái dây qua đây cho em, bỏ ra để cho dễ các bác nhìn nó dễ nhá. Thì ở trên đây là có hai cái rắc cắm này, hai cái rắc cắm, thì cái rắc ruột đấy, ruột khóa của nó đây. Các bác cắm vô đây cho em ha. Cắm vô cho em đấy. Còn cái tay cầm bên ngoài cửa như này để mình đưa vân tay vào đó. Thì đây. Mình sẽ cài vào đây. Rồi. Tiếp theo là các bác lắp đặt vào và mình sẽ đưa pin vô. Đưa pin vô thì nó sẽ có... Đấy, em để tạm chỗ này nhá. Đưa pin vô thì các bác cài nâng này lên cho em. Đấy, hàng Made in Korea này, Made in Korea luôn. Thì trong này nó sẽ có bốn quả pin. Đấy, bắt ở ngoài đây thì các bác bắt vít vào đây vào gỗ là ok này, nó sẽ giữ chắc. Em lắp cái tạm bốn cái pin pin xanh GP của nhà em đang bán nhá. Tại vì là không muốn bóc cái pin của các bác ra. Đó, thì khi mà đưa pin vô thì nó sẽ kêu lên một tiếng luôn. Bây giờ em sẽ hướng dẫn anh em cài mật khẩu, set khẩu đầu tiên nhá. Đây là set khẩu cơ bản nhất. Đó, thì lắp pin vô thì nó sẽ kêu rồi, mình ấn chữ R đây, có nút R này. Đó, thì trên này nó sẽ hiện lên thông số, rồi anh em mình đưa vào cái mật khẩu các bác muốn đặt nhá. Thí dụ như em đặt là số là 1 4 7 2 5 8 3 6 9 thăng đó. Đó, xét khẩu này 1 4 7 2 5 8 3 8 9. Rồi, anh chị em mình ấn cho em nút R để kết thúc cái quá trình mật khẩu. Đó, bây giờ nó đang lặp lại cái mật khẩu các bác đang đặt này. Đấy, nó đang lặp lại cái mật khẩu các bác đang đặt. Đó là cái mật khẩu đầu tiên. Đấy, là cái mật khẩu thông thường. Ở đây, anh em giơ tay phát như này này. Đó, giơ tay phát như này. Rồi mình sẽ bật nó lên. Và cửa đã khóa rồi anh em nhé. Đã khóa lên rồi này. Thì khi mà anh em khóa này, đấy, muốn mở cái ra này, thì bắt đầu các bác ấn số nhá. 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9. Ấn 9 sao. Đấy, bắt đầu là nó đóng này xuống này. Đấy, khi mà các bác mở cửa ra, rồi các bác đóng vô này, trong vòng 3 giây nó sẽ đóng này. Đấy, nó đóng. Đấy, rất là hay nha các bác nhá. Thì cái này
cái này nó sẽ chạm vào cái thành cửa của các bác ấy, thành hộc ấy, thì nó sẽ đóng vào khi mà đóng cửa đó. Rồi đấy, anh em đưa tay vào đây này, bật phát này, 1 4 7 2 5 8 3 6 9 thăng đấy, rất chi là hay nhá, rất tiện lợi luôn, đóng vào này đấy, anh em thấy không? Rồi em này tiếp tục một cái set thứ hai, tiếp tục là anh em set để kết nối thẻ nhá. Kết nối thẻ như vậy thì bắt đầu các bác lại đóng cửa vô, phải đóng cửa vô đó, đóng cửa vô thì nó nâng lên, nó khóa này, nó sẽ có cho mình 4 cái thẻ như này, thì mình sẽ dùng cho ông bà bố mẹ rồi con cái đó, 4 thẻ thì mình sẽ đóng cửa vô và mình sẽ ấn nút R ở đây. Đấy, ấn nút R ở đây đó, thì trên này nó sẽ hiện lên, thì mình sẽ đưa thẻ vô nhá. Đấy, đây là thẻ số 1 này đó, thẻ số 2 này, thẻ số 3 này và thẻ số 4 này đó. Kết thúc hành trình thì kết thúc ấy, thì anh em lại ấn cho em cái nút R ở đây đó. Và bây giờ anh em muốn mở cửa nhá, đấy, đóng này đó, mọi người thấy không, đóng cửa vô, mình lại lấy cái thẻ khác này đó, rất là hay luôn. Đóng cửa vô, mình lại mở này đó, chỉ có một chạm thôi, thì cứ sau mình đóng cửa như này, đóng cửa sau 3 giây thì nó sẽ tự động nó khóa đấy. Và cái vấn đề ở đây nữa này, nhiều bác hỏi đó là chỉ có tối tôi mới cần khóa cửa thôi, thì mỗi lần mình ra vào á, ban ngày á, thì nó mỗi lần lại phải đánh dấu hoặc quẹt thẻ, nó rất là bất tiện. Thì đây, phương pháp của nó là như sau. Đây là cách giải quyết. Thì trên này anh em nhìn cho em là cái nút trắng này, đó, cái nút trắng này, thì ban ngày nếu anh em không muốn tự động nó khóa đấy, thì anh em ấn cho em cái nút R đây, đây đấy, nút R ở đây là nó sẽ đóng xuống, là ban ngày anh em cứ mở ra mở vô thoải mái luôn. Đấy, mở ra mở vô thoải mái, nó sẽ không có khóa vào cho mình. Đấy, đôi khi là ban ngày anh em cần đấy lại thì bấm hoặc là quẹt thẻ, nó rất là bất cập. Đấy, thì các bác mở cái nắp này ra cho em. Đấy, và ấn cho em cái nút này. Khi mà các bác muốn tối đến hoặc đi ra ngoài hay là đi công tác ấy hoặc là đấy ấy, thì các bác ấn cho em cái nút R này thì tự động. Đấy, tự động nó sẽ là như mặc định ban đầu đây đó. Thì đây mình giữ lì ở đây 3 giây này, thí dụ như đóng cửa 3 giây đấy, là tự động nó sẽ nâng lên, nó sẽ khóa cửa nhá. Đó là cái cách để anh em dùng trong ban ngày đấy, lúc nào cũng có người ở nhà thì mình sẽ nhấn cái nút trắng này. Còn thiết lập mật khẩu giả như thế nào anh em nhá, con này nó có tính năng là cài đặt mật khẩu giả, thí dụ như là sợ người ta nhìn trộm chẳng hạn đó, sợ người ta nhìn trộm thì mình sẽ cài đặt thiết lập cái mật khẩu giả, nó rất là dễ dàng luôn. Thí dụ như là có người đứng bên cạnh mình cứ nhìn chằm chằm mật khẩu chẳng hạn này đó, nhìn chằm chằm mật khẩu của mình chẳng hạn đó, thì anh em mình bấm sẽ là như này. Đầu tiên mật khẩu của mình sẽ em vừa em đặt đó là 1 4 7 2 5 8 3 6 9 đó, thì bây giờ anh em mình sẽ là giả cho người ta nhìn linh tinh như này đó, mình cứ bấm bừa như vậy. Đấy, mình cứ bấm bừa như này đó, xong đầu tiên xong anh em đếm đúng cái số các bác đặt đó. Đấy, thăng đấy, mở luôn trước hoặc sau cũng được nhá các bác nhá, trước hoặc sau cũng được. Đấy, thí dụ như sau nhá, sau thì anh em mình đưa vào đây cho em, mình sẽ bấm cho em như này, 1 4 7 2 5 8 3 6 9, xong anh em mình bấm linh tinh như này cũng được luôn, để cho nó khỏi nhớ là biết được cái số nào. Đấy, cho nó không biết được cái số nào, xong các bác ấn thăng phát mở luôn à. Đấy, rất xịn sò luôn. Đó, thì con này nó có 4 cái tính năng, là tính năng thứ nhất là khi cháy nhà thì nó sẽ tự động nó mở cửa ra đó, tự động nó mở cửa anh chị nhé, nếu trong nhà có hỏa hoạn hay như nào đó thì tự động nó sẽ cảm biến khói và nó sẽ tự động mở ra này. Cái thứ hai là nhập mật khẩu giả như em vừa mới chia sẻ anh em đó, nhập mật khẩu giả. Thứ ba là nhập mật khẩu sử dụng một lần cho khách ấy, cho khách đến nhà, đôi khi là khách đến nhà có một hôm thôi mà cần ra vào, tức là em uống các thứ đến chơi chẳng hạn đấy, thì mình sẽ
nhập mật khẩu cho khách sử dụng một lần. Đó. Và cái thứ tư là khóa từ bên trong. Đấy, cái này là nó là dòng nâng cao nhá. Khóa từ bên trong tức là khi mà anh em phát hiện ra trộm đang ở trong nhà, đấy các bác có thể là nhập mật khẩu nhập vào đấy, khóa cửa để chờ công an đến rồi mình xử lý. Đấy thì trộm nó sẽ không ra ngoài được. Đó, thì đấy nó có bốn cái tính năng rất là hay ở cái phần nâng cao. Chế độ nâng cao ấy, thì nó sẽ có là mật khẩu cho khách sử dụng này và khóa từ bên trong thôi. Còn là bình thường của nó là nhập mật khẩu giả thì nó là thủ bình thường như em vừa giới thiệu đấy. Và chống cháy các thứ là nó sẽ tự động mở rồi. Đấy, nâng cao thì nó chỉ có là hai cái tính năng như là sử dụng cho khách dùng một lần và khóa từ bên trong. Thì nó có tất tần tật ở trong cái phần ở đây hết rồi. Đấy, trong phần này hết rồi. Thì video nó dài á thì anh em nào ấy thì cứ báo em gửi qua Zalo cái cách sử dụng luôn nhá. Đấy. Còn đây là cái bộ khóa như này. Đấy, nó xịn lắm mọi người nhá. Nó xịn cực kỳ. Đấy. Anh chị nào mà đang làm nhà thì cũng có thể sử dụng cái mẫu này. Đấy, mẫu này. Thì em sẽ đo lại kích thước để cho các bác nào mới xem cái video này thì mình áng chừng nhá. Đây chiều dài của cái tay bên trong là gần 37 phân. Tay bên ngoài là 37 phân. Và cái bát này này mọi người nhá. Cái bát này thì anh chị em này thấy này 8 phân. Đấy 8 phân. Thì cái dòng này khuyến khích anh em mình lắp cửa gỗ, còn cửa nhôm kính thì các bác phải dùng cho em cái cửa nhôm bản 15 mới được anh chị nhá. Tại vì cái phần này nó rất là sâu. Đấy, nó là sâu 10/5. Chỗ này dày là 2/4. Đấy, 2/4 anh em nhá. 2/4, 2/5. Và chỗ đằng này là 24 phân. Đấy. 24 phân. Về phần này nó là 7/5. Thì trong này nó cũng có ghi hết thông tin ở đây. Nó còn vẽ cái sơ đồ cho các bác để các bác dễ lắp đặt luôn này. Chiều này 78 này. Đấy, tức là chiều này 78 này, tức là 7/8. Còn chiều này để lắp vào đây là 24. Đấy, 24. Còn là cái bản gỗ của anh em mình này 27, tức là 2/7. Đó. Và đo từ tổng chiều dài như này. Đấy. Thì đây 247 này, các thứ này đến khóa tâm các kiểu đấy. Và nó sẽ hướng dẫn các bác lắp đặt ở trên này hết. Đấy, hướng dẫn các bác lắp đặt ở trên này hết như vậy. Thì em cũng có khách lắp đặt rồi. Em cho anh em mình xem qua nhá. Khách hàng cũng có gửi video cho em để cho các bác tham khảo. Thì có thêm một cái màu vàng gold nữa, nhưng mà cái này em sẽ gửi ngẫu nhiên, không có hàng nhiều nên là không gửi sẵn được cho anh em được. Em không gửi sẵn màu cho các bác được các bác nhá. Đây này. Con này mạch của nó này. Mạch của Thụy Điển đấy nhá. Mạch này mạch Thụy Điển đồ keo hết này. Đấy, nói chung là rất là xịn luôn một cái bộ như này. Vậy là vừa rồi là em chia sẻ đến cho anh em một cái bộ khóa. Đấy, bộ khóa từ. Đấy. Cứ gọi cho khóa từ Hàn Quốc đi, nhưng nó là của Thụy Điển nhá anh em nhá. Đây này. Các bác nhá, chỉ cần việc bóp này ra này, mở là tự động nó ra này, bóp ra tự động nó ra thôi. Và dưới này nó còn có một cả cái khóa lẫy nữa này. Đấy, để không cần phải đóng nữa nhá. Đây này, có khóa lẫy này. Rất là hay, xịn luôn. Chất liệu bằng nhôm nhá, nhôm đúc nguyên đấy. Chỗ này có phần khóa lóc nữa này. Trên này hiển thị cả màn hình nữa nhá. Trên này có một hiển thị cái phần khóa đây đấy anh em. Đó. Cái này nó là báo động này anh em này. Báo động này, bóng cửa và báo động này. Đấy, ấn này hết này. Đấy, nó rất là nhiều cái tính năng rất là hay ho. Nếu các bác nào ấy thì em sẽ gửi qua Zalo để cho các bác tham khảo. Và đây là bộ khóa từ anh chị nhá, bộ khóa từ. Giá chỉ có 700.000 đồng thôi, 700.000 đồng và em có hỗ trợ các bác cái phí ship nữa. Thì sản phẩm nó sẽ bao gồm hai hộp nhá. Đây là một hộp và đây là một hộp ruột. Đấy, nó sẽ đi vào đây. Đấy, đi vào đây anh em nhá. Rồi, các bác nào cần thì báo em Thanh.
Trên tay em đang có một cái bộ khóa anh em nhé, bộ khóa thì chọn bộ này nó sẽ đầy đủ các thông số. Thì em có tìm hiểu ở trên check được trên Amazon đây. Đấy, hàng Amazon này, mình sẽ chuyển sang tiếng Việt mình cũng chơi được luôn này. Đấy, trên Amazon. Con này trên Amazon nó đang bán là hình như là 200 bao nhiêu đô ấy, rơi vào khoảng tầm 5 6 triệu gì đó. Khoảng tầm 5 triệu. Đó, nhưng mà giá nó rẻ lắm anh em ạ, nó thanh lý đấy. Mình có những cái lô nó thanh lý nên giá nó chỉ có mấy trăm ngàn thôi, hàng nó cực kỳ là ngon. Đây là con những cái con khóa cửa thông minh đấy, kèm chìa và kèm chìa khóa và mật mã nhá, mật mã thì nó sẽ có các tờ giới thiệu này, hướng dẫn anh em mình quét lỗ luôn này, và em có cả video luôn. Có cả video cho anh em mình làm theo nhá, cách set up mật khẩu này. Đấy, thông tin các thứ đầy đủ ở đây hết này. Và cái khóa này nó khóa thông như thông thường thôi, khóa như thông thường anh em lắp đặt thôi, còn là mật khẩu thì mình sẽ làm theo các hướng dẫn đây. Anh em nào chưa biết thì em có thể up cái video hướng dẫn lắp cài mật khẩu á, hoặc là lắp đặt lên Zalo. Đấy, mọi người nhìn này. Đó, quá trời luôn. Cái này thì anh em mình lắp dễ dàng rồi. Anh em thợ mộc thì lắp thì 1 phút bút là xong thôi, không phải lo. Đấy, sử dụng bằng pin, có cả chìa phụ đấy để cho anh em mở chìa cần gạt. Đấy, cần gạt thì mật khẩu đây, giơ tay đánh động này rồi là cài mật khẩu các thứ ở đây hết. 1 2 3 đấy, ba bước để cài mật khẩu đấy, rất dễ dàng. Và hết pin thì nó tự động nó sẽ báo cảnh báo cho anh em qua tiếng kêu hoặc là những cái đèn nữa, đèn nháy nữa, rất là hay. Rồi em đi vào chi tiết cái mẫu này nó sẽ có những cái gì. Thì đầu tiên cái này em mới bóc ra rồi, mới bóc ra để tham khảo mẫu đó. Đầu tiên này, đấy, anh em có ngay một cái vỏ hộp, một hộp như này rất xịn nhá, rất xịn. Cái này đến từ thương hiệu Grill, đến hàng của Mỹ đó. Đấy, thông tin này toàn tiếng Anh thôi, anh em dịch ra thì nó rất là đơn giản. Rồi em bóc hộp mới ra cho các bác coi nhá. Hộp này em bóc rồi thì em sẽ bỏ gọn sau. Đây, từng chi tiết một cho anh em mình coi. Đấy, đầu tiên là hướng dẫn này thì anh em mình vừa xem rồi nhá. Tiếp theo là sẽ là có hai cái tay khóa, hai cái tay gạt như vậy. Đấy, xịn không anh em? Quá xịn luôn. Nhiều anh em comment bảo là ông này rườm già, quay rườm già, nhưng mà em cứ thích quay chi tiết này cho các bác xem chi tiết. Đấy, em nói thật như này là tránh cái tình trạng bom hàng này. Đấy, nói thẳng như thế luôn anh em ạ. Tại vì là anh em xem sơ không hiểu, xong cứ thích đặt theo kiểu là cao hứng lên thì đặt đấy. Em không cần. Đấy, em chỉ cần những cái người cần thôi. Đấy, pin này nó sẽ có 4 viên pin nhá. Đây, và là những cái lót vào cửa này. Đấy, bộ này sẽ gồm bao là hai chìa này, củ khóa này. Đấy, cái này nữa này, ruột của nó đây. Rồi em cho đây đã nhá, sản phẩm của nó đây, hai tay này. Tay này nó làm rất là xịn luôn các bác ạ, rất là xịn luôn này. Đấy, cái này nó như kiểu màu titan nhá, màu titan tự nhiên này. Cái này các bác xoáy nắp ra và bỏ 4 viên pin vào đây. Đấy, bỏ 4 viên pin vào đây. Tiếp tục cái này. Trên đây là mật khẩu nhá. Đây còn nguyên seal, anh em về bóc seal ra cho em nhá. Nguyên seal. Đấy, về mình bóc seal ra. Cài mật khẩu các thứ ở đây này. Có cả tay vặn đây. Tay vặn thì mình lắp vào đây như này này. Có những con ốc đây. Đấy, các bác quay con ốc vào. Cái này thì mình sẽ lắp vào phần đằng sau đây. Cài vô đây anh em nhé. Cài vô đây. Nhìn cái mạch của nó này. Đấy. Ở đây nó có cái loa nó cảnh báo đây luôn nhá. Cảnh báo đây luôn. Hình như em đọc sơ hình như là nó có cả cảm bia cái gì cảnh
giọng nói cái gì đó, nhưng mà em chưa nghiên cứu cứu sâu về cái này đâu. Đấy, đọc sơ sơ thì không biết có phải cái đó không. Đấy, cái này mình sẽ lắp vào đây cho em. Đây, mình sẽ lắp cái này vào đây thôi, rất dễ dàng để mình sử dụng. Đấy, mọi người thấy không? Đầu tiên là mình phải cho cái cần này vào trước đã nhá. Và đầu nó đây. Đấy, cái này về các bác bóc ra nhá. Chỗ này thì nó là dòng thép không gì rồi, dày lắm mọi người nhá. Dày chỗ này cũng phải mấy ly này. Dày cực kỳ luôn. Đó, chọn bộ của nó như vậy. Nó có cả cái ốp này, ốp vào cái phần bên ngoài cửa nhá. Thí dụ như anh em đóng mạnh sập vào. Đấy, dù anh em có đóng mạnh sập vào thì nó không bị hỏng cái phần cửa gỗ của anh em mình. Đấy, nó đi vào cái thành này và khập vào đây luôn. Đó. Còn cái gì nữa không? Ốc ác đủ. Đấy, ốc này ốc inox luôn này. Còn này ốc inox này. Ốc bên trong này. Pin. Rồi, ok. Đấy, chọn bộ của nó là như vậy anh em nhá. Tay này mình sẽ đặt vô đây. Xong là anh em xoáy cho em cái con ốc, nó sẽ bù, nó có ốc ở đấy hết này. Đấy, có ốc ở đây, anh em xoáy ốc vào đây cho em. Đấy, một bộ như vậy. Cái tay này nó là tay bên trong cửa nhá, bên trong phòng. Đấy, anh em khóa này, các kiểu ở đây này. Thì đầu tiên này anh em phải cố định rồi, xong bắt vít cái này vào trước này. Xong bắt đầu cái này đặt vào đây thôi. Đó, nó là như vậy nhá. Còn là mình sẽ luồn cái dây qua đây rồi mình cắm vào đây cho em. Đấy, nhìn cái mạch của nó đã sướng rồi. Màu này màu titan này, màu titan tự nhiên, nhìn nó rất là đẹp luôn. Đấy. Rồi, tiếp tục em gắn gá thử cho anh em mình coi nhá. Cái tay bên ngoài như này thì các bác lắp vào đây cho em. Đấy, lắp vào đây cho em như này. Còn tay này anh em chơi vào đây cho em. Đấy, là nó là như vậy nhá. Bên trong, bên ngoài. Đấy. Còn cái bên phần bên ngoài như này, lắp chìa vào đây. Có ốc sẵn sàng rồi. Đó. Có cái này thì nó là chọn bộ rồi anh em nhá. Chọn bộ đầy đủ rồi, không thiếu một cái gì. Ai cũng lắp được trong cái phòng như này. Còn cái cách mật khẩu ấy, cài mật khẩu ấy, thì em sẽ up lên Zalo cho anh em về để tham khảo thêm. Trong này thì nó có hướng dẫn các chi tiết để các bác có thể là thay đổi mật khẩu rồi. Đấy, thay đổi mật khẩu luôn này. Thì nó là mặc định để anh em mình có thể lắp vào cửa gỗ các bác nhé. Có thể lắp vào cửa gỗ. Còn nếu mà cửa nhôm kính ấy, thì cái dạng sinh pha Việt của mình ấy là không có vừa đâu. Không có vừa đâu. Tại vì em nghĩ là cái sinh pha Việt bản của nó nhỏ lắm. Còn nếu mà các bác lắp cửa nhôm kính và bản lớn thì lắp thoải mái. Đây em đo này. Bản rộng của nó như này nhá, là 7 phân. Đấy, 7 phân. Đây là cái mặt ngoài này, anh em viết mã mật khẩu các kiểu đấy. Còn chiều dài của nó là 15.5. Đấy, 15.5. Mặt trong của nó thì nó sẽ to hơn chút xíu. Đấy, mặt trong của nó đây. Cái bản ngang của nó thì nó bằng nhau thôi, nhưng mà cái chiều dài của nó thì nó dài hơn. Đấy, bản ngang đây. Ồ, bản ngang con này 8 phân cơ. Cả bên rìa bên ngoài này, cao su các thứ này, 8 phân này. Còn chỗ này nó là 17. Đó, 17. Dày thì đâu đó nó là 4 phân. Đấy, màu titan rất là đẹp. Màu titan rất là đẹp. Thì xoáy ốc ra mình đưa ấy vào đây nhá. Đưa pin vào đây là ok thôi. Bộ như vậy đầy đủ luôn. Công nhận là cầm trên tay hàng nó xịn thật mọi người ạ. Hàng nó xịn xò thật. Đấy, đủ bộ như này các bác nhá. Ở trên hàng Mỹ người ta bán đâu đó là hình như em dịch em tính đâu đó là 222 đô hay sao bao nhiêu ạ. Thì nó rơi khoảng tầm 5 triệu ấy, nhưng nói hàng nó thanh lý, nó chỉ có mất, nó về mình nó có mấy trăm ngàn thôi anh em ạ. Thì giá em Thanh gửi đến cho anh chị em mình một bộ như này nó có 550.000 thôi. 550k một bộ, bằng với cái khóa thông thường anh em mình mua ấy nhá. Đấy, có nhiều bác cần mua phải hàng Việt tiệp giá ấy. Đấy, cũng là tầm khoảng tầm 500.000 rồi. Đấy, những cái dòng mẫu khóa cửa thông thường, còn đây là hàng Mỹ luôn cho các bác để các bác xài. Đấy, thương hiệu này anh em cứ gõ trên thương hiệu này nó ra chưa hàng Amazon Mỹ.
Đấy, giá chỉ có 550.000 một bộ, đầy đủ đồ nghề, không thiếu một cái gì cả. Và cách hướng dẫn thì em hướng dẫn trên, em đăng tải một cái video lên để anh em tham khảo trên đấy luôn. Đấy, hàng Amazon này, Amazon em dịch ra tiếng Việt luôn này. Đấy, y chang luôn. Kích thước các kiểu đây. Đó, màu thì hình như nó có mấy màu nhưng mà hình như em về được mỗi cái màu này thôi anh em nhé. Em về được mỗi cái màu này này. Rồi, quá đẹp, quá xịn. Anh em nào lấy thì báo em nhé.